Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Machine ATM. Lại là Huy đây. Trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ chia sẻ cái phương pháp giao dịch theo breakout, và giống như cái tiêu đề của video ngày hôm nay, đó là phương pháp giao dịch breakout kinh điển nhất trong giới trading. Thì chúng ta sẽ trade như thế nào ha. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành ra 5 giây để like, subscribe và ấn nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của team mình ha. Để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ xem qua cái câu hỏi đầu tiên của mọi giống như mọi video của mình đã làm, đó là câu hỏi what. Thì giao dịch breakout này là gì? Thì breakout trading hay còn gọi là giao dịch theo hướng phá vỡ, thì nó là cách giao dịch theo cái giá phá vỡ một mức giá nào đó xác định từ trước ha. Và nếu giao dịch theo breakout thì bạn sẽ có những cái phương pháp đánh giá, đánh dấu vùng breakout thường được sử dụng, đó là dùng trendline là cái đường xu hướng, hoặc là mô hình giá, hoặc là kháng cự hỗ trợ ha. Và breakout là một trong những cái chiến lược giao dịch kinh điển của giới trader, và đây cũng là một cái chiến lược rất là dễ áp dụng và giao dịch tính hiệu quả cao, và bạn cũng sẽ thấy rất là thích khi mà giao dịch thành công với chiến lược này ha. Nhưng mà điều đáng buồn á là hầu hết các trader chỉ tìm hiểu về cái điểm mua và bán và ít tìm hiểu về cái điều kiện loại trừ, tăng xác suất và kiểm soát rủi ro, dẫn đến kết quả chúng ta không bao giờ đạt được cái trình độ của một trader chuyên nghiệp ha. Và video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái phương pháp giao dịch breakout này. Thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp giao dịch trade breakout nào. Thì video này thì mình sẽ thiên về cái việc đó là chúng ta thực chiến nhiều hơn, cho nên là phần chia sẻ lý thuyết mình sẽ chia sẻ ít ha, ít đi. Và chúng ta sẽ có những cái phương pháp trade breakout như thế này. Có 5 loại phương pháp, đó là trade theo phương pháp breakout và tiếp tục xu hướng. Nó breakout xong thì nó sẽ tiếp tục xu hướng của nó. Hoặc là cái trường hợp thứ hai, đây là cái trường hợp mà rất nhiều trader sợ này. Đây là trường hợp mà trade theo cái được coi là cái sự phá vỡ giả ha, phá vỡ giả breakout, full breakout. Và cái thứ ba đó là breakout và retest lại. Và cái thứ tư đó là breakout theo trendline, cái thứ năm là breakout mô hình giá ha. Và ok, và mình sẽ đi vào từng cái ví dụ của mỗi cái chiến lược này. Thì đầu tiên chúng ta xem qua cái trade breakout và tiếp tục xu hướng nó sẽ như thế nào. Thì mình cũng có một cái ví dụ. Rồi, và chúng ta sẽ có một cái ví dụ ở trên cặp Bitcoin USD. Thì theo như cái phương pháp chúng ta đang trade á, là phương pháp trade theo phá vỡ ha. Và hiện tại thì chúng ta thấy được là cái xu hướng của Bitcoin trong một giờ nó đang là xu hướng giảm rất là rõ, thông qua việc là nó hình thành nên các cái đỉnh sau nó thấp đỉnh trước, đáy sau nó cũng thấp đáy trước. Và theo như cái video mà xác định hỗ trợ kháng cự ở số video trước á, thì hiện tại các bạn có thể xác định được cái vùng kháng cự nó rất là dễ dàng ha. Thì các bạn có thể xem lại cái video đó ở đâu, ở trên kênh YouTube Merchant ATM. Các bạn có thể vào đây để xem ha, cái video mới nhất này, cách xác định hỗ trợ kháng cự chuẩn. Và mình cũng đã thêm vào các cái list ở dưới này, các bạn có thể vào đây xem phương pháp tâm lý hoặc là kinh nghiệm. Và theo như các video đó thì các bạn có thể xác định cái vùng kháng cự nó rất là dễ. Đây, chúng ta có thể xác định đây là một cái vùng cung, vùng kháng cự phía trên này, và chúng ta sẽ đánh dấu là màu đỏ. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà giá nó lên tới đây á, khi mà giá nó lên tới đây thì nó sẽ xuất hiện một cái lực bán khiến giá nó giảm đi, và chúng ta sẽ có được hai cái đỉnh trước của nó, hai cái vùng kháng cự trước của nó ha. Và hiện tại thì giá của nó đang tiếp cận lại cái vùng này lần thứ ba. Và theo cái phương pháp chúng ta trade hiện tại là trade theo breakout, trade phá vỡ, cho nên chúng ta sẽ trade khi mà giá nó phá vỡ qua cái vùng này, và chúng ta sẽ trade theo hướng đó ha. Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp. Rồi, các bạn có thể thấy được là cây nến này nó đã phá qua khỏi cái vùng giá này rồi, bằng cái việc là nó đóng nến phía trên của cái vùng giá này với cái thân nến của nó rất là dài, và cái volume của nó tăng rất là mạnh ha, cho thấy đây là một cái lực mua tăng rất là mạnh, và có rất là nhiều người muốn mua mạnh lên để phá vỡ khỏi cái vùng kháng cự này. Và khi mà giá nó phá vỡ khỏi cái vùng kháng cự thì chúng ta thấy được là cái xu hướng nó đã chuyển sang xu hướng tăng rồi. Và khi xu hướng tăng rồi thì chúng ta sẽ trade thuận theo xu hướng,
và chúng ta cũng trade theo phương pháp breakout luôn. Chúng ta có thể vào một cái lệnh và một cái lệnh mua khi giá nó đóng cửa ở đây cũng được, và stop loss chúng ta đặt phía dưới này, nhưng mà nó không có tối ưu ha. Nhưng mà theo theo mình á thì cái lệnh nó sẽ không có tối ưu, cho nên là mình sẽ chờ một cái lệnh khác theo hướng khác, bằng cái việc là mình sẽ xóa hết đi, mình sẽ xóa hết đi ha, và mình sẽ vẽ ra một cái sóng để mình xác định các vùng hỗ trợ để mình trade theo nó. Thì mình sẽ vào cái này, mình sẽ vẽ sóng để cho nó dễ xác nhận ha. Đây các bạn thấy sóng nó sẽ chạy như thế này đó, thì đây là một cái vùng hỗ trợ, các bạn thấy là sóng nó sẽ chạy như thế này, và hiện tại chúng ta có thể xác định được cái vùng hỗ trợ rất là dễ. Đây là vùng hỗ trợ của nó ha, và chúng ta sẽ chờ mua theo xu hướng ở dưới vùng này, bởi vì đây là vùng hỗ trợ, cho nên là mình sẽ để màu xanh và mình sẽ xóa này đi, và mình sẽ quan sát tiếp. Và các bạn cũng có thể thấy là khi mà giá nó về đến cái vùng màu xanh này, nó đã có một ba cái nến ha, bộ ba cái nến cho thấy là cái sự lưỡng lự giữa phe mua và phe bán ở đây, và nó hình thành cái giai đoạn sideways ha. Giai đoạn này là giai đoạn sideways với cái ba cái bóng nến phía trên phía dưới này rất là thể hiện rất là rõ. Chúng ta có thể vào cái khung rõ nhỏ hơn để chúng ta thấy cái giai đoạn sideways của nó. Như khung 15 phút chúng ta thấy rằng nó sideways ha. Chúng ta sẽ về lại khung 1 giờ. Và khi mà giá nó sideways như thế này, chúng ta sẽ chờ một cái tín hiệu để chúng ta mua lên thuận theo xu hướng như ban đầu. Thì chúng ta sẽ chờ tiếp ha. Và ngay lập tức thì nó đã có một cái cây nến tăng như thế này. Thì vì sao mình lại mua tại cây nến này? Bởi vì nó xác nhận thông qua cái việc là nó có cây nến tăng, và cái thân nến của nó đã nhấn chìm ba cây nến trước đó là cái giai đoạn sideways, nó đã phá vỡ qua cái giai đoạn tích lũy rồi. Cho nên đây là một cái tín hiệu rất là tốt để chúng ta vào lệnh. Chúng ta có thể vào lệnh ở đây để mua lên, bằng cái việc chúng ta sẽ đặt lệnh khi giá nó đóng nến luôn, và stop loss chúng ta đặt phía dưới này một chút ha, dưới khỏi cái giai đoạn sideways này một chút, và chúng ta sẽ TP ở quanh cái khúc đó là tầm 2,5R lợi nhuận ha. Rồi chúng ta sẽ cho thị trường nó chạy. Và giá của chúng ta nó đã chạm 2,5R lợi nhuận, và nó đã lên đến maximum là về tầm 2,9R ha. Và đây là cái phương pháp mà mình thấy rằng nó cũng tương đối là nó thích hợp cho các bạn trade trong cái việc là chúng ta trade full time, toàn thời gian trong trong ngày. Và đây là cái phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp breakout, và nó tiếp tục cái xu hướng của nó. Và nó đã phá, như các bạn thấy là nó phá vỡ khỏi qua cái xu hướng giảm, và nó hình thành đến cái xu hướng tăng, và nó đã tiếp tục xu hướng tăng của nó bằng việc bắt test lại cái vùng hỗ trợ này, và nó tăng lên ha. Và cái thứ hai đó là chúng ta sẽ đến với cái việc đó là chúng ta phá vỡ giả, những cái cú phá vỡ giả full breakout ở đây. Thì mình cũng có một cái ví dụ ở đây. Phá vỡ giả ở đây chúng ta có thể xem được, đó là chúng ta cũng thấy được là thị trường nó đang là một cái xu hướng giảm. Bởi vì sao? Nó có cái đỉnh sau nó thấp đỉnh trước, đáy sau nó cũng thấp đáy trước. Và chúng ta có thể xác nhận cái việc này, cũng như là xác nhận cái full breakout như thế nào, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Và thông qua cái video hướng dẫn hỗ trợ kháng cự thì mình cũng đã có hướng dẫn, và hiện tại chúng ta có thể vẽ cái vùng kháng cự nó dễ hơn ha. Đây, cái vùng kháng cự của chúng ta sẽ là cái vùng này. Bởi vì khi mà giá nó lên đây 3 lần, 4 lần luôn thì giá nó liên tục nó giảm, nó phản ứng rất là mạnh, thì chúng ta sẽ cho đây là cái vùng đỏ, vùng màu đỏ ha. Và chúng ta sẽ quan sát tiếp nó sẽ có những cái cú phá vỡ giả như thế nào. Và các bạn có thể thấy cây nến này nó đã phá lên rồi ha, phá lên rồi. Đây các bạn thấy phá vỡ lên rồi. Liệu trong trường hợp này chúng ta có thể trade theo cái phương pháp như khi nãy hay không? Thì theo mình thấy đây là cái cú phá vỡ giả. Vì sao lại như vậy? Bởi vì đầu tiên chúng ta xem qua cái việc đó là cái xu hướng của nó xu hướng lớn đang là một cái xu hướng giảm này. Và cái thứ hai đó là cái cây nến phá vỡ này á, phá vỡ này này, cây nến này này. Đó, cây nến này nó có cái lực rất là yếu, bởi vì thông qua cái volume chúng ta có thể thấy được điều đó. Đây, volume của nó lại là thấp hơn cây nến tăng trước đó, cho thấy được là lên trên này là có rất là ít người muốn mua lên tiếp, và lực
bán nó đã xuất hiện, bởi vì là nó có cái bóng đến trên rồi ha. Và chúng ta thấy được là trong một cái xu hướng giảm mà chúng ta mua lên thì ngược xu hướng thì nó không có tốt. Và chỉ khi nào mà nó phá vỡ khỏi qua cái đường cái vùng này này, cái vùng giá này này thì chúng ta mới mua lên, đó mới là tốt, cũng như là thuận xu hướng. Còn chúng ta không có trade ngược xu hướng ha. Đây là cái cú phá vỡ giá, và mình sẽ vào một cái lệnh khi mà giá nó bắt đầu nó nhấn chìm cái giá mở cửa của cây nến tăng này thì mình sẽ vào lệnh. Chúng ta sẽ quan sát tiếp ha. Rồi các bạn có thể thấy cây nến này nó đã phá vỡ qua cái nó nhấn chìm cái giá mở cửa của cây nến này, cho nên là mình sẽ vào lệnh ở đây và đặt stop loss á, thì mình đặt cách cái đỉnh này một chút để tránh trường hợp bị quét. Và take profit chúng ta có thể đặt là tầm 3R. Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp đây có phải là cú phá vỡ giá hay không. Và ở đây các bạn có thể thấy nè, thì nó lên đây một lần nữa, nó lên đây một, nó test một lần nữa, và nó cũng có lên một cái mẫu hình mà chúng ta thấy được là đây là cái mẫu hình phá vỡ giá theo cái chiều hướng của Braxton. Đó là cái cú xảy ra cái setup đó là fakey giảm giá với cây nến này, nó ba bọc đây, mình sẽ xóa đi để mình dễ hơn ha. Là cây nến này cây nến này nó ôm cây nến này, là cây nến Isaba, setup Isaba, và cây nến này phá lên. Tuy nhiên cây nến sau đó nó lại phá mạnh xuống, chứng tỏ đây là cú phá vỡ giá mang chiều hướng giảm giá. Chúng ta có thể vào thêm một lệnh ở đây nữa và stop loss chúng ta đặt như cũ, thì chúng ta sẽ có hai lệnh và chúng ta sẽ đặt TP là tầm 3R là nhuận ha. Những cái video mà về cái setup fraction thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn ở trong những số video tiếp theo, và mình sẽ chia sẻ ha, và các bạn hãy nhớ đón xem ha. Thì mình hiện tại thì chúng ta hiện tại vẫn đang có hai lệnh như thế này và chúng ta sẽ quan sát tiếp ha. Rồi thì các bạn có thể thấy đây là cái setup phá vỡ giá, nó rất là mạnh, nó đẩy giá đâm xuống rất là mạnh luôn, giảm xuống rất là mạnh, cho nên đây là một cú phá vỡ giá mà chúng ta cũng đã nhận biết được thông qua cái việc chúng ta đọc cái nến cũng như là chúng ta đọc qua cái volume thanh khoản của nó ha. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ đến cái trường hợp thứ ba, đó là trade breakout và retest lại. Thì cái này cũng giống như trường hợp thứ nhất ha. Thì mình cũng có một cái ví dụ ở đây. Chúng ta có thể thấy được á, là giá của nó hiện tại chúng ta có hai cái vùng là vùng hỗ trợ và kháng cự. Chúng ta sẽ trade như thế nào? Hỗ trợ ở đây chúng ta có thể vẽ được, ở đây là cái vùng hỗ trợ tốt, và đây là một cái vùng kháng cự. Tuy nhiên là trong cái giai đoạn này chúng ta có thể thấy được là cái vùng hỗ trợ này chúng ta nên để cái màu xanh ha. Và khi mà giá nó phá vỡ một trong hai vùng này chúng ta sẽ trade theo hướng đó, bởi vì nó sẽ retest lại. Chúng ta sẽ quan sát. Rồi các bạn thấy cái nến này nó đã phá vỡ qua cái vùng hỗ trợ này rồi ha. Và chúng ta sẽ chờ một cú retest lại ở đây, thử lại cái vùng này. Và hiện tại vùng này là vùng hỗ trợ và nó đã phá qua rồi thì nó sẽ trở về vùng kháng cự, cho nên chúng ta sẽ để màu đỏ. Rồi chúng ta sẽ để màu đỏ và chúng ta sẽ xem tiếp. Rồi có cái nến nó bắt đầu nó lên, nó thử lại rồi. Rồi chúng ta có thì có một cái mẫu hình và cũng là ba cái cây nến mang chiều hướng giảm giá luôn. Và mẫu hình này, hai cây nến này là hai cây nến bearish engulfing mang chiều hướng nhấn chìm giảm ha. Chúng ta có thể vào lệnh một ở đây và stop loss chúng ta đặt phía trên này để tránh trường hợp bị quét, và chúng ta đặt TP là tầm 2-3R vậy đó. Rồi chúng ta sẽ quan sát tiếp. Đây là cái trường hợp mà chúng ta trade theo cái hướng, đó là chúng ta cái hướng breakout và nó sẽ retest lại. Các bạn thấy nó giằng co ở đây rất là mạnh và sau đó nó giảm và nó đã hit TP của chúng ta. Nó hit TP 2.98R lợi nhuận, 3R lợi nhuận ha. Với đối với một cái trường hợp chúng ta trade breakout như thế này, nó sẽ rất là tốt cho các bạn trade trong lĩnh vực breakout. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem qua cái breakout theo trendline. Thì cái breakout theo trendline này thì mình cũng đã có hướng dẫn các bạn cách vẽ trendline cũng như là cách chúng ta giao dịch với trendline như thế nào. Thì các bạn có thể vào channel Merchant ATM ở trên YouTube để chúng ta có thể xem lại ha. Và mình cũng có ví dụ ở đây. Chúng ta có một đường trendline bằng cách chúng ta vẽ bằng cách ấn vào đây, vẽ chọn đường xu hướng. Chúng ta sẽ vẽ ha. Chúng ta sẽ vẽ ra một cái đường trendline như thế này. Mình sẽ nối hai cái đỉnh này lại với nhau và nó sẽ ra một cái đường trendline như thế này.
Và khi mà nó như thế này á, chúng ta sẽ vẽ thêm một cái đường trailer dưới nữa, trailer dưới nữa để chúng ta có thể xác định được cái kênh giá của nó chạy như thế nào. Thì các bạn thì sẽ xem ở đây, chúng ta thấy là giá nó như thế này ha. Cái kênh giá dưới này sẽ như thế này, bởi vì đây là một cái đáy cũ và đây cũng là cái đáy mới nhất của nó. Cho nên chúng ta sẽ quan sát tiếp, khi mà giá nó phá vỡ qua một trong hai cái kênh giá này thì chúng ta có thể giao dịch theo nó. Và các bạn thì thấy được ở đây, khi mà giá nó phá vỡ, nó đóng đáy phía dưới này rồi nè. Đây các bạn thấy là khi mà giá nó đóng đáy phía dưới này rồi, với cái volume thanh khoản của nó tăng mạnh như thế này á, chúng ta xác nhận đây là một cái cú phá vỡ thật, không phải cú phá vỡ giả ha, không phải cú phá vỡ giả, và nó đã có lần nó thử lại ở đây. Và chúng ta sẽ quan sát tiếp, cũng như là chúng ta sẽ tìm điểm vào lệnh. Chúng ta chưa có vào lệnh ha. Rồi chúng ta sẽ cũng sẽ thấy được ba cây nến như thế này, ba cây nến nhấn chìm như thế này và mẫu hình nến nhấn chìm, cho nên chúng ta có thể vào lệnh ở đây luôn, vào lệnh bán ở đây. Stop loss chúng ta có thể đặt quanh cái đỉnh này hoặc là chúng ta đặt phía trên này cho nó chắc. Thì mình nếu các bạn có thể trade ngắn hạn, chúng ta sẽ trade đặt stop loss ngắn cho nên nó sẽ đạt được cái mức RR nó tốt nhất ha. Đây chúng ta sẽ thấy được là giá nó dậy như thế này và chúng ta sẽ quan sát tiếp. Mình vào lại ngay khúc này ha. Rồi và giá nó tiếp tục nó chạy. Và các bạn thấy là cây nến này nó phá vỡ, nó có vẻ là nó sẽ mạnh hơn và nó dễ nhìn thấy hơn cây nến này. Nếu cây nến này chúng ta có thể thấy là nếu mà mình vẽ có tương đối thôi, chứ nó chúng ta chưa vẽ cái tương tuyệt đối. Và mình thấy cây nến này có thể là nó chưa phá qua, hoặc nhưng mà cây nến này nó phá qua rồi. Chúng ta có thể vào lệnh ở cây nến này cũng được. Chúng ta vào lệnh cây nến này và chúng ta đặt stop loss, chúng ta đặt phía trên cái đỉnh của cây nến. Và chúng ta sẽ đặt TP là tầm 2R. Bởi vì là cái mức giá này thì nó cũng tương đối là xa so với cái giá đầu ban đầu rồi ha. Thì chúng ta cũng đã đạt tỷ lệ RR là 2R rồi. Và thị trường nó sẽ chạy rất là mạnh. Đây. Và theo hai cái lệnh này thì chúng ta có thể thấy được là cái trading theo breakout á, nó sẽ hiệu quả cho các bạn nếu chúng ta biết được cái cách mà chúng ta giao dịch theo xu hướng và ngược và cái chúng ta trade thì mà khi mà cái vùng nào đó nó bị phá vỡ qua hoặc là cái đường trendline nó bị phá vỡ qua, cũng như để chúng ta xem được cái thanh khoản volume của nó cao hay nó thấp thì nó sẽ quyết định trade nó được tốt hơn. Ok, và chúng ta sẽ đến với cái cuối cùng, đó là chúng ta sẽ trade theo breakout mô hình giá. Mô hình giá ở đây thì mình cũng sẽ có một cái video về các mô hình giá để các bạn có thể tham khảo và các bạn có thể xem ở những cái số video tiếp theo ha. Và video này thì mình sẽ ví dụ một cái mô hình giá mà nó dễ xảy ra và thường gặp nhất, đó là mô hình vai đầu vai. Thì mô hình vai đầu vai này nó sẽ diễn ra, mình cũng sẽ lấy ví dụ ở trên khung 1 giờ của Bitcoin. Thì nhìn vào đây chúng ta có thể thấy được là giá nó bình thường ha, và giá của nó đang là một xu hướng tăng bởi vì nó đã phá vỡ qua rất là mạnh rồi. Và liệu nó có thể là nó sẽ đảo ngược xu hướng, nó sẽ giảm mạnh hay là không? Thì các bạn thấy chúng ta vẽ sóng ra. Đây, chúng ta vào cái đường dẫn, chúng ta thấy giá nó sẽ chạy như thế này. Giá nó tăng lên, nó điều chỉnh về đây. Nó sẽ tạo một cái đỉnh mới nó cao hơn. Và nó sẽ điều chỉnh về. Và nó cũng tạo một cái đỉnh mới nó cao hơn nữa. Nó cũng điều chỉnh về. Về ha, và nó cũng sẽ tạo lại tăng lên đây. Và chúng ta đang thấy được mẫu hình ở đây là cái mẫu hình có thể là hai đỉnh hoặc là vai đầu vai ha. Vai đầu vai là một cái chiều hướng mà mang chiều hướng là từ tăng sang giảm, và có thể là nó sẽ tạo hai đỉnh ở đây hoặc là nó tạo một cái vai phải phía bên này, và đây là một cái vai trái rồi. Đây là cái phía bên vai trái ha. Đây các bạn thấy đây là cái vai trái này, và đây là cái đầu, đây cái đầu ha, chúng ta vẽ lên trên này, và đây có thể là một cái vai phải. Và khi nào chúng ta sẽ giao dịch theo cái mô hình giá này? Khi mà cái đường neckline là cái đường cũ nó bị phá vỡ. Cái đường neckline ở đây là ở đâu? Đây mình sẽ vẽ ra cho nó đẹp ha. Mình sẽ vẽ tương đối thôi, nó không có đẹp lắm, cho nên các bạn có thể thông cảm cho mình. Cái đường neckline của nó ở cái trường hợp này nó sẽ là cái đường này nè. Chúng ta sẽ vẽ theo cái đường màu tím này luôn. Đây là cái đường neckline, đường cũ của nó. Khi mà giá nó phá qua, chúng ta có thể vào một cái lệnh bán ở trong cái trường hợp này. Và cái mô hình của nó rất là dễ nhận thấy. Chúng ta vẽ sóng này chúng ta thấy rất là dễ, đó là mô hình vai đầu vai hoặc là mô hình hai đỉnh. Chúng ta quan sát tiếp. Rồi các bạn có thể thấy
khi mà giá nó phá qua vùng này, phá qua vùng này ha, thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể vào một cái lệnh bán luôn ngay tại cái khúc này và stop loss chúng ta đặt phía trên này ha. Đây chúng ta vào lại ở đây và stop loss chúng ta đặt phía trên này và TP chúng ta sẽ quanh đâu đó là tầm 2R, 3R gì đó, mình cho mức ở giữa là tầm 2,5R ha. Rồi chúng ta sẽ vào lại ở đây quanh trên này và chúng ta sẽ chờ thị trường nó trả lời. Rồi giá nó tiếp tục nó quay lên nó đón chúng ta nè, em sẽ kéo cái đường deadline qua. Rồi các bạn thì thấy chúng ta theo cái phương pháp gồng lời mà mình đã có chia sẻ ở cái video phương pháp gồng lời chuyên nghiệp thì mình có thể kéo cái điểm stop loss của chúng ta lên đây dương, lên đây ha, để chúng ta bảo đảm cái mức cái lệnh của chúng ta luôn luôn có lợi nhuận và chúng ta sẽ tiếp tục gồng tiếp. Bởi vì á nó hình thành nên cái vùng kháng cự ở trên này cũng như là vùng cung trên này, cho nên chúng ta sẽ giữ cái điểm stop loss lên đây cho nó an toàn. Và hiện tại thì chúng ta đã hit TP rồi, để chạm cái mức chốt lời của chúng ta rồi, cho nên cái kèo này chúng ta nhận được là 2,47 rồi là nhuận rất là tốt. Chúng ta bỏ ra 1 đồng, chúng ta nhận được 2,47 đồng thì nó sẽ là một cái kèo tương đối tốt cho chúng ta, tốt ở mức trung bình ha. Ok, và video này của mình cũng đã chia sẻ 5 cái cách mà chúng ta trade breakout, thì nó sẽ có 5 cách như là breakout tiếp tục xu hướng, full breakout. Cái thứ ba đó là breakout và nó retest lại, cái thứ tư là breakout theo trendline, cái thứ năm là breakout mô hình giá. Thì chúng mình cũng có một cái số lưu ý cho các bạn, đó là lợi nhuận từ cái việc trade breakout này á, nó mang lại cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên là nỗi lo mà sự breakout, full breakout á, là phá vỡ giá, nó vẫn là một cái bài toán nan giải cho trader. Và một khi mà bạn quyết định trade theo breakout thì có nghĩa là bạn cũng đã có rủi ro cao hơn các phương pháp khác. Với cái việc quản lý rủi ro của bạn trong trading thì bạn nên dời điểm stop loss của bạn đến cái mức phá vỡ hoặc là điểm hòa vốn để đảm bảo cái số vốn của chúng ta ha. Và nếu như mà tỷ lệ risk reward là tỷ lệ R nó đang đến là 1,2, 1,3 thì bạn nên tham gia vào trade vào lệnh ha. Nhưng mà có thể sử dụng phương pháp cắt lệnh từng phần để bảo đảm được cái lợi nhuận, hoặc là chúng ta gồng lời chuyên nghiệp theo cái video của mình. Và tổng kết thì video này của mình có cái gì? Thì video này của mình cũng chia sẻ cho các bạn về cái hướng trade breakout là gì, chúng ta có những cái loại trade phương pháp nào và cách áp dụng của nó như thế nào, và những cái mẹo kế tiếp trong phương pháp giao dịch để chúng ta tránh được những cái cú phá vỡ giá trong khi trade ha. Và hy vọng các bạn sẽ hiểu và áp dụng nó vào quá trình trading của các bạn tốt nhất, và chia sẻ lại những cái trải nghiệm đó của các bạn ở dưới phần mô tả của comment ha, ở video này ha. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở cái số video tiếp theo.